nó đã tràn sang. Cả nước đã sẵn sàng diệt tan nàng Covid đó nghe. Và luôn sẵn sàng, sẵn sàng để ra tay. Ngày xưa đánh Pháp đánh Tây, bao nhiêu thằng giặc đến cũng chẳng lấy tấm lòng. Giặc ngoài cho đến giặc trong, nhân dân cả nước đồng lòng diệt ta. Nay dịch Covid nó tràn sang, đừng để lây lan nhiều người. Hãy giữ nếp sống vui tươi, đừng đi đến chỗ đông người mà làm chi. Đừng mang tâm trạng sầu bi, đừng mang tâm trạng sầu bi, vì nguy cơ của cả nước phải cách bộ cho đến người dân, tự y bác sĩ đâu cần có ngay. Rồi chờ rầy bệnh viện Bạch Mai, Hải Phòng hừng hực vào ngay với Đà Thành. Đà Nẵng giờ đây đã có chị, có anh, có bạn bè, cả nước cũng dành tình. Nhớ ta đừng có xem thường, nếu như ta không quyết giữ thì tai ương ập vào. Bà con phải cảnh giác thật cao, khẩu trang mũ che chắn ra vào phải rửa tay. Tinh thần thì không được lung lay, tập thể dục cho sức khỏe mỗi ngày nó một tăng. Bà con đừng có băn khoăn, rồi con Covid nó sẽ văng qua Trường Thành. Quê mình lại có màu xanh, con chim lại hót trên cành đung đưa. Nắng vàng gọi gió ban trưa, thành phố Đà Nẵng sợ gì gió giông. Bao ngày đời bao đêm mong, sông Hàn gió lòng xanh trong một màu. Không còn những ngày tháng khổ đau, đường đi Nam Bắc ra vào thông thương. Rồi người dân sẽ được ra đường, lung linh ánh điện phố phường vui ca. Hạnh phúc sẽ đến từng nhà, hạnh phúc sẽ đến từng nhà. Việt Nam đất nước nở hoa.